Giờ xe bắt đầu là vô lấy cũ các bạn. Giờ đang lên, công đang hốt các bạn. Đất bữa nay khô cứng các bạn. Đào không các bạn ơi. Nay mình kéo con vuốt một rồi, đất khô cứng quá rồi, công làm không nổi. Hôm nay mình nhổ vuốt một nghỉ. Giờ xe đang tới các bạn. Xe bắt đầu giờ đang ôm cua các bạn. Ôm cua chuyển dầm, chuẩn bị ôm cua. Đầu ôm cua các bạn. Ôm cua chuyển dầm. Xe bắt đầu chuẩn bị tới các bạn. Sắp đầy rồi. Còn chút nữa anh em mình về rồi các bạn. Này đất khá là cứng luôn. Nay ra xe đầy luôn nha các bạn. Nay đất cứng quá anh em mình nhổ con xe một các bạn. Mì đào quá, ra xe một. Chắc dặm đạp cơ cũ lên đi luôn nha các bạn. Đây là lúa 85 bắt đầu ra đường dầm nha các bạn. Chết rồi. Xong chuyện rồi. Giờ bị cắt quánh xuống rồi nha các bạn. Cắt cũng hơi khá sâu rồi các bạn. Giờ phải chim cây vô móc ra chim vô nha các bạn. Đất cứ khô mà xe này quá tải các bạn, quá nặng. Xe bị cắt sâu lúng cái cắt sâu rồi nó bứt cái mặt ram cầu nha các bạn. Giờ đang gắn vô các bạn. Đi động ngang mà. Cắt khá sâu nè các bạn. Mò 46 giờ vô giải cứu chiếc 825 nha các bạn. Belarus 825 bị bứt nhâm cầu các bạn. Rồi chiếc mò 46 này vô hỗ trợ phụ chiếc Belarus 825 nha các bạn. Bị cắt bánh khá sâu, bứt cái số cầu giờ gắn vô rồi nha các bạn. Giờ kho này vô hỗ trợ nè. Mình đứng hơi ngược chiều ánh nắng bạn, lên khá sâu quá bạn. Khá là nặng các bạn. Ôi khá sâu quá bạn ơi. Quá nặng quá bạn. Rồi qua được rồi các bạn ơi. Giờ bắt đầu đang ra các bạn. Ngay đất khô mà xe khá là nặng nha các bạn. Quá nặng. Đang lên đường các bạn, đường này lên thì khá an toàn, đường dầm trong đám ra rò ngang thì nó hơi khó nữa các bạn. Rồi lên đường an toàn nha các bạn, mình xin được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau, xem nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.